we sail a little bit higher. Rồi ai ơi, nhà đây 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 đ
Nó làm vừa vừa tao cũng rất là sợ. Tiếp nào quý vị ơi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu Năm? Mày đúng đi Su. Trời đất quỷ thần ơi, cậu Năm ơi. Đã nói chơi và chơi vừa vừa rồi thôi. Trời ơi. Cậu Năm ơi. Trời ơi. Tính là cậu Năm kìa. Cậu Năm có biết bao nhiêu lợi không chơi. Biết gì không? Bởi vậy. Cậu Năm nhà em đó quý vị. Làm nghề là đi sửa ống nước. Hít keo sửa ống nước riết dần vậy đó. Đây nè cậu Năm, sao bể ăn miếng ăn cái silicone cho mặt cậu Năm. Dạ tiếp cái gì ơi. Xuất kỳ đây mai, ăn kỳ đây con, xuất kỳ đây mai, ăn kỳ đây quý vị con, biết là Năm năm mây. Nguyên năm mây, còn có Năm mây. Xuất kỳ đây, con biết kỳ đây mai, ăn kỳ đây con, thấy kỳ đây. Kiếm tiền chết cậu Năm lại đây khoa cậu Năm, cậu Năm nhà cậu Năm bù đà ở đâu, cậu Năm bù đà cậu Năm nghe nói cậu Năm nghe là cậu Năm đi có người ba anh cậu Năm đi đâu vậy, đi đâu vậy, đi ngang ngã tư làm gì, cậu Năm già không ai đi đâu, còn móc móc gì má trời, kiếm gì móc được một móc thật vậy, bả móc trong công an nó bắt cậu Năm á, cậu Năm đem đâu vậy cậu Năm. Cái đóng vé của con làm nghề ha ha, mày có nhà bài bài báo hoài khoa khoa, bây giờ không theo mày có làm mấy cái trò đó đó, tao hiểu bài báo hoài ha. Mọi người ơi, Linh Năm mới suy nghĩ ra mình nên làm một cái stream ở đây. Ừ. Đêm nên duyên hai vợ chồng hả? Vợ chồng Su ơi, Su sao chị chị nghĩ là sau đêm này á em cho cậu Năm về hu đi. Chị, cậu Năm vô, cậu Năm ơi quay lại với họ đi, trong này về hu được nè. Điều nãy nó làm cậu Năm giờ nó ngủ, cậu Năm đi luôn con ơi. Gỡ lại giùm cậu nha con. Gỡ, gỡ. Bây giờ cậu Năm vô giọng đi. Con cho cậu Năm uống bịch bột ngọt. Cậu Năm giả ra liền à. Năm. Năm ơi. Trời ơi. Hai má đi đi, trời mưa không có đi được. Hai má này mà cậu Năm vô đồ ngồi là người chết. Nhẹ tôi chóng mắt tôi coi trời mưa này trời đánh hai bà không nha. Trời ơi. Hai. Chết. Điểm là 1, 2, 3 là quay vô là 1, 2, 3. Đi vô thấy chưa? Cậu Năm còn hèn nữa. Cậu Năm nghe lời em. Trời mưa. Trời mưa cậu Năm mà đừng có đi ra ngoài. Mưa chơi là lòi mấy cái lu ra nha cậu Năm. Chết thật rồi. Gây lộn luôn. Mới trời chuyện nè. Chết. Rồi rồi, chia tay luôn, chia tay luôn. Phượng ơi, Phượng ơi, tổ mới cháy nữa nha em. Trời ơi. Giờ số gì ơi. Số gì đây mày, gì đây con, số gì đây mày, chỉ là con số gì ta. Con mấy gì ta. Sắc ngọt trai và chỉ tặng nhau cho đến giấc ra. Con người ta, 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 con người ta. Con gì đây, số gì đây, cái gì đây, số gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Thôi thôi gì ơi. Yeah.
hoặc là vé. Chúng em kiểm tra là những cầu bên trên, nếu lỡ xảy ra trường hợp kinh phong, kinh dịch hay là phong đòn gánh, chúng ta còn có vé mặc dù lại. Rồi mình ơi, mình với em ơi lên sân khấu chờ cho nè. Đó, bé boss dễ thương quá. Rồi, giờ số nó lên anh nha. Rồi, 15. 15 có 1. 20. 20 có 2. 40. 40 có 3. Và 50. Đầy đủ. Cứ thú vị 15, 20, 40 và 50 hoặc hợp lệ quý vị nha. Giờ rồi nè, em nhận một con gấu với em nha. Không lấy gấu thì mình có thể lấy quạt máy nha. Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ, thưa quý vị. À, nếu mà chúng ta trúng giải thưởng á, chúng ta không lấy gấu, chúng ta có thể lấy về cho mình, đó là một cái quạt máy quý vị nha. Và chúng em xin phép được giới thiệu về lịch diễn của tuần sau. Bởi vì trong tuần này, đêm nay là đêm cuối rồi, tụi vì ngày mai tụi em không có diễn. Trong tuần sau, tụi em chỉ diễn duy nhất một ngày là ngày Chủ nhật tuần sau, là ngày 29 tháng 9 với chủ đề là Thế giới V-Bus. Với ba vị khách mời đó chính là người đẹp Bé Tư, người đẹp Năm Trà và người đẹp Diễm Huệ sẽ quay trở lại đây vào ngày 29 tháng 9 phục vụ tất cả quý vị. Và tại đêm 29 tháng 9, ngoài phần thưởng là gấu bông ra, chúng ta có thể nhận về cho mình đó là nồi cơm điện, không lấy nồi cơm điện. Chúng ta sẽ lấy về cho mình đó là quạt máy. Không lấy quạt máy, chúng ta có thể lấy về cho mình đó là một cái bếp ga quý vị nha. Rất nhiều những phần thưởng vào ngày 29 tháng 9 Chủ nhật tuần sau, hy vọng những thứ chị mình sẽ quay trở lại đây. Đúng hồ Trương Nam với mọi lá vé trên tay chỉ có 10.000 đồng quý vị nha.